Các bạn, đây là thành phẩm của món chè lam mình vừa mới làm xong đây. Phần chè lam rất là ngon, mềm và có cái độ dẻo dai. Và làm sao để làm được món chè lam này ngon thì mình mời các bạn sẽ vào bếp cùng với mình ngay bây giờ để làm món này các bạn nhé. Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ vào bếp để làm món chè lam, một cái món bánh tét rất là ngon. Và nếu như ai ở Bắc Bộ ấy, thì thường sẽ có cái món chè lam này. Ở đây thì mình sẽ làm chè lam bằng bột nếp khô các bạn nhé. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình đó là 500 g bột nếp, 250 g đường, nếu các bạn muốn ăn ngọt hơn thì có thể sử dụng 300 g, 100 g mạch nha. Mạch nha nó sẽ có tác dụng làm cho món chè lam của chúng ta dẻo dẻo hơn rất là nhiều. 100 g thịt gấc để tạo màu đỏ cho món chè lam nhé. Vừng này thì các bạn có thể sử dụng hoặc là không sử dụng đều được. Một ống vani để cho cái món chè lam của chúng ta thơm hơn. Chè lam thì không thể thiếu được đó chính là gừng tươi. Các bạn sẽ sử dụng 50 g gừng tươi, 100 g lạc rang, 600 ml nước. Bây giờ thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái chảo nhá, để chúng ta làm luôn phần bột nếp sau khi mà các bạn mua về. Thì các bạn sẽ cho vào chảo để rang chín. Thời gian để rang cái phần bột nếp này chín nó sẽ rơi vào khoảng 20 phút. 20 phút này thì các bạn sẽ rang ở lửa nhỏ cho mình nhé, để cho cái phần bột nếp không bị cháy. Khi rang thì chờ đến khi nó nóng chảo thì các bạn sẽ đảo đều tay. Các bạn ơi, sau khi mà các bạn đã rang phần bột này được 20 phút thì các bạn sẽ thấy là cái phần bột nó gần như nó tan ra như thế này và nó rất là thơm. Thì lúc này các bạn sẽ tắt bếp cho mình nhá. Sau đó thì các bạn sẽ bớt lại cỡ tầm 2 đến 3 muỗng như thế này để chúng ta làm phần bột áo. Ở đây thì mình sẽ để ra 3 muỗng để làm bột áo sau khi mà các bạn làm phần bánh xong nha. Đó, bây giờ thì mình sẽ đi chuẩn bị các cái nguyên liệu còn lại. Phần lạc này thì các bạn sẽ sát vỏ, sau đó giã vụn ra cho mình nhé. Lạc sau khi tróc vỏ xong thì các bạn sẽ giã. Đây các bạn nha, các bạn sẽ giã dập mà vừa phải cho mình như thế này thôi, để vẫn còn những cái hạt lớn và có cả các cái hạt nhỏ nữa. Lạc giã xong thì các bạn sẽ giã gừng nhỏ. Gừng các bạn giã nhỏ như thế này nhé. Bây giờ đến phần gấc các bạn nhé. Để phần gấc này sau khi mà các bạn lấy màu nó được đẹp ấy, thì các bạn sẽ cho vào đây cho mình 30 ml rượu trắng. Và các bạn bóp đều để lấy cái phần thịt gấc thôi. Bây giờ thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái nồi nhá. Sau đó thì chúng ta sẽ làm. Ở đây các bạn sẽ cho vào 250 g đường. Nếu như các bạn muốn nó chuyển sang màu nâu cánh gián và không làm màu đỏ thì các bạn sẽ làm thắng cái phần đường giống như các bạn thắng nước hàng. Còn ở đây mình đã có màu đỏ rồi cho nên là cái phần đường mình không có cô sang cái màu đó nữa. Mà đây mình sẽ cho thêm nước vào luôn để nấu tan cái phần đường này ra nhé. Nước này thì các bạn sẽ sử dụng cho mình đó là 500 ml nước. Các bạn đun sôi lên. Khi mà các bạn thấy phần nước nó bắt đầu nóng già lên rồi thì các bạn sẽ cho cái phần gừng vào đây nhé. Gừng này thì mình sẽ đập to để mình đi lấy đi cái phần tinh chất gừng ở phía trong thôi. Còn sau đó thì mình sẽ lọc để cho cái phần chè lam nó không có bị quá cay. Các bạn đun sôi phần nước này lên, sau đó thì chúng ta mới cho cái phần gốc vào nhé.
Khi nước bắt đầu sôi lên như vậy rồi, các bạn sẽ cho nốt cả cái phần mạch nha vào nha. Mạch nha này nó sẽ làm cho cái phần chè lam của chúng ta nó rất là dẻo. Các bạn sẽ đun sôi. Các bạn đun sôi sau đó tắt bếp. Và các bạn sẽ để tầm từ 10 đến 15 phút để cho nó ra được hết cái phần tinh chất. Sau khi mà các bạn tắt bếp ấy, thì các bạn sẽ vớt cho mình 1/3 cái phần gừng cũng như là phần gốc ra đây, để chúng ta vẫn có cái hương vị cay cay của gừng và màu đỏ đậm của gốc các bạn nhé. Các bạn sẽ vớt 1/3, còn lại 2/3 còn lại thì các bạn sẽ bỏ đi cho mình. Sau khi mà các bạn đã để 15 phút rồi thì các bạn sẽ lọc phần gừng và phần bã gốc như thế này nhé. Sau khi mà các bạn lọc xong rồi thì các bạn sẽ cho 1/3 cái chỗ gốc vào nhé. Bây giờ thì các bạn sẽ bật bếp lên để chúng ta quấy cái phần chè lam này nhé. Đun cái phần nước này đến khi nó bắt đầu sôi tăm thì các bạn sẽ dây phần bột này vào từ từ nhé. Các bạn dây bột như vậy thì khi mà chúng ta quấy nó sẽ không có bị vón cục. Và các bạn có một cái lưu ý cho mình, đó là khi mà các bạn làm chè lam như thế này thì các bạn sẽ để rất là nhỏ lửa. Quấy cho nó tan đi, sau đó thì các bạn mới dây tiếp cái phần bột nhé. Các bạn ơi, khi mà các bạn dây được 1/2 chỗ bột rồi thì các bạn sẽ thấy là cái phần bột nó rất là đặc như thế này. Lúc này thì các bạn sẽ thêm vào đây 200ml nước nóng cho mình nhé. Các bạn nhớ là mình sử dụng nước nóng. Các bạn thêm 200ml nước nóng, sau đó quấy đều. Các bạn quấy đều sau đó thì mới cho cái phần bột tiếp tục vào nhé. Nếu như các bạn thấy phần bột đặc quá thì các bạn phải thêm nước vào ngay nhé. Sau khi mà các bạn quấy cái phần chè, phần cốt bánh, phần bột chè lam nó được dẻo và sánh lại như thế này rồi thì bây giờ các bạn sẽ cho cái phần lạc rang vào nhé. Mình thấy có một số anh chị cũng có chia sẻ về cái công thức làm chè lam này. Tuy nhiên họ cho luôn cái phần lạc vào cái phần nước ấy. Thì mình thấy là ăn như vậy thì nó sẽ không có được giòn cái phần lạc. Và cái này là bà mình dạy mình nấu cái cách này. Thì mình thấy là ăn cái phần lạc nó vẫn còn giòn và nó thơm. Đó, các bạn cho phần lạc vào trộn đều nha. Khi mà các bạn cho lạc vào như vậy thì các bạn sẽ quấy thêm từ 3 đến 5 phút nữa là được. Tổng cái thời gian mà các bạn quấy bột như thế này nó rơi vào khoảng 20 phút các bạn nhé. Sau khi các bạn đã quấy thêm được 5 phút như vậy rồi thì bây giờ các bạn không tắt bếp vội mà các bạn để ở chế độ giữ ấm nhé, để mình đi chuẩn bị cái phần nguyên liệu còn lại. Khi các bạn để chế độ giữ ấm như thế này thì các bạn sẽ thêm vào đây một ống vani và quấy đều nhé. Vani chúng ta cho sau cùng để không bị mất đi cái mùi thơm của nó, trộn đều. Bây giờ thì các bạn sẽ sử dụng một cái mâm hoặc là một cái khuôn bánh như thế này và cho giấy nén ở phía trên. Nếu không có giấy nén thì các bạn cũng không sao, các bạn chỉ cần rắc nhiều cái phần bột áo ở phía dưới là được. Các bạn sẽ cho một nửa ở phía dưới nhé, và một nửa chúng ta sẽ để ở phía trên.
bạn dán đều, sau đó thì cho cái phần cốt bánh vào đây. Sau khi các bạn đổ ra như vậy rồi thì bây giờ các bạn sẽ dàn đều. Bạn không cần phải dán mỏng quá bởi vì chè lam thì mình vẫn thích nó có cái độ dày nhất định. Nó cỡ tầm từ 2 đến 3, 2 đến 2,5 cm các bạn nhé. Bạn chan đều ra một chút. Sau khi các bạn dàn đều rồi thì các bạn sẽ rắc một chút xíu vừng lên phía trên như thế này cho nó thơm. Còn nếu như không thích vừng thì các bạn có thể không cho nhé. Đó. Sau đó thì các bạn sẽ xoa cái phần bột lên phía trên. Vỗ nhẹ để cho nó thấm đều vào cái phần bánh. Sau khi mà các bạn đã phủ bột lên toàn bộ cái phần bánh như thế này rồi thì các bạn sẽ để từ 10 đến 12 tiếng để cho cái phần bánh này nó khô và nó nguội hẳn thì chúng ta mới đem bánh đi cắt các bạn nhé. Các bạn ơi, sau khi mà các bạn để cho mình 10 tiếng như vậy rồi thì bây giờ các bạn sẽ cắt cái phần chè lam này ra nhé, thành những cái miếng vừa ăn. Đó, các bạn sẽ thấy là cái phần chè lam màu nó rất là đẹp. Đó, các bạn sẽ lăn qua bột một chút. Và cắt như vậy tương tự cho đến hết các bạn nhé. Các bạn ơi, và đến đây thì mình xin kết thúc video ở đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các video mới nhất của mình các bạn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.